Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Thì gần đây thì chúng tôi có giới thiệu tới các bạn những chiếc đồng hồ Patek Philippe như là Aquanaut này, hay là những chiếc đồng hồ Chronograph với chức năng lịch thường niên. Thì ngày hôm nay Gia Bảo cũng sẽ giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ Patek Philippe với chức năng Chronograph mang mã hiệu là 5170. Tuy nhiên là chiếc đồng hồ này với một cái cỗ máy phải nói là tuyệt đẹp các bạn ạ. Thì đối với Patek thì chức năng Chronograph là một cái chức năng vô cùng quan trọng, mang cái tính chất lịch sử. Từ những chiếc đồng hồ Chronograph phức tạp như là Chronograph kép, hay là sự kết hợp với lịch vạn niên, thậm chí là sự kết hợp của cả lịch vạn niên và Chronograph, tạo nên một chiếc đồng hồ đỉnh cao cơ khí đúng nghĩa. Thì ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ Chronograph mang mã hiệu 5170 với cái cỗ máy là lên dây hoàn toàn. Thì với cái cỗ máy lên dây thì chúng ta có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ những chi tiết rất là đáng giá và rất là đẹp bên trong các bạn ạ. Câu chuyện về 5170 được đánh dấu lần đầu tiên vào năm 2010 khi Patek Philippe quyết định thay thế chiếc đồng hồ 5070. Thì chiếc 5070 này thì rất là mang tính biểu tượng của dòng Chronograph khi sở hữu cái cỗ máy Le Magnia. Thì với một số người đã biết về đồng hồ thì Le Magnia là một cái nhà sản xuất máy rất là nổi tiếng. Tuy nhiên là thời điểm này thì Le Magnia đã sát nhập lại là thuộc về Breguet. Thì chiếc đồng hồ 5070 ấy của Patek thời điểm trước có một cái đường kính rất là lớn, tức là 42mm. Thì 42mm là được coi đối với Patek là một cái đường kính lớn. Thì với cái phiên bản 5170 này thì Patek gần như là đã đổi mới tất cả mọi chi tiết, từ cỗ máy này đến đường kính vỏ. Chiếc đồng hồ 5170 thì ra đời tượng trưng cho một chiếc đồng hồ nam. Tôi xin lưu ý là một chiếc đồng hồ nam nhé, sở hữu cỗ máy Chronograph lên dây được sản xuất in-house lần đầu tiên của thương hiệu, mang mã hiệu là CH29535. Với 5170, Patek đã quyết định là giảm béo, tức là tôi nói vui là giảm cái kích cỡ đường kính xuống có 39,4mm, rất là nhỏ nhắn hơn phiên bản cũ 5070. Chiếc đồng hồ thì sở hữu một mặt số màu trắng này cùng cọc số kết hợp giữa la mã và dáng gậy button. Bộ kim thì cũng là dạng kim dáng gậy button, được làm với lớp vỏ bằng vàng trâm banh, mặt số trắng với hai vòng tròn in ở ngoài với 60 giây và chức năng pulsometer. Đến phiên bản năm 2013 thì chúng ta có một sự thay đổi với vỏ bằng vàng trắng, mang mã hiệu là 5170G001. Thì giống với những biến thể đầu tiên là 5170G thì khác một cái điểm duy nhất ấy, đó là cọc số thì được chuyển thành dạng Ả Rập, dạng Breguet thay cho các cọc số chỉ giờ cũ, với sự tồn tại của hai vòng tròn phụ ở rìa mặt số này, hai đồng hồ phụ và 8 chữ số khá là lớn. Điều này khiến cho mặt số của Patek, chiếc Patek này hơi bị rối. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái phần DNA của Patek Chronograph từ xưa đến nay. Và tới năm 2015 ấy, thì cái phiên bản 5170G được nâng cấp với lại một số thay đổi nhỏ, như là mặt số thì được thoáng hơn, và đây tôi nghĩ đây là một cái phiên bản gọi là đẹp nhất với lớp vỏ vàng trắng Chronograph 5170. Thì phiên bản năm 2016 thì cũng với cái mặt số và lớp vỏ như này, tuy nhiên là chỉ chuyển sang là vỏ vàng hồng này, kim và các cọc số cũng là vàng hồng, mặt đen và trắng. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng review và cảm nhận chiếc đồng hồ 5170 phiên bản được ra đời năm 2016 này các bạn nhé. Thì với cái phiên bản này chúng ta sẽ thấy được là không giống như những phiên bản trước 2015, thì tất cả đều được nâng cấp một cái cách nó khiến cho mặt số thoáng hơn, dễ nhìn giờ hơn. Một cái bố cục mà tôi phải nói là rất là rõ ràng với một cái chức năng Chronograph. Nó không bị quá nhiều các cái vòng tròn rìa mặt số, hay là các cái chi tiết nó bị đè lên nhau như những phiên bản cũ. Đầu tiên ý, thì nó là hai cái vòng lập ở rìa mặt số đã được chuyển hóa thành một vòng duy nhất, hiển thị chỉ 60 giây. Tiếp đấy là những cái đồng hồ phụ được làm lại đơn giản hơn và dễ đọc hơn, rất là rõ ràng với dáng là dạng cọc số Ả Rập Breguet. Nhà sản xuất thì đã tăng cái tính thanh lịch và mềm mại hơn với 5170 này là dạng kim lá hay còn gọi là leaf, thay thế cho cái kim button rất là đơn điệu và truyền thống trước đó.
mặt số đen thì khiến cho cái chiếc đồng hồ này nổi bật hơn, nhìn có chiều sâu hơn, và tôi thích mặt số đen hơn mặt số trắng đối với phiên bản 5170 năm 2016 này. Những cái cọc số như các bạn đang thấy cũng được là làm nổi lên, đính nổi lên rất là đẹp. Chúng ta sẽ có một cái lớp vỏ được đánh bóng toàn bộ rất là đều và chỉnh chu. Tuy nhiên là có hai nút bấm ConoGraph ở 2 giờ và 4 giờ được sử dụng, được mài xước rất là đẹp mắt. Và ở góc 3 giờ đó chính là núm chỉnh giờ của chiếc đồng hồ này. Thì chiếc đồng hồ này có lẽ là chúng ta hãy nói một chút về cái ngoại hình. Về ngoại hình của chiếc đồng hồ này thì nó rất là nó không phải là quá thể thao theo đúng cái nghĩa ConoGraph là một chiếc đồng hồ thể thao bấm giờ đâu các bạn ạ. Tôi thấy nó, tôi có cái cảm nhận riêng, nó là nó thiên về một cái tính cổ điển, thêm một cái chức năng phức tạp vào thì đúng hơn. Một chiếc đồng hồ vẫn có một cái nét rất là cổ điển và thanh lịch. Mỗi khi chúng ta bấm để bấm giờ thì chúng ta có thể chiêm ngưỡng những cái cơ cấu chuyển động. Khi bấm, chúng ta bấm nút khởi động này, cần gạt thì bắt đầu chuyển động, bập vào cái lẫy và chức năng bấm giờ bắt đầu, thì bánh xe vàng nằm ở khu vực trung tâm sẽ quay chậm ứng với cả kim ConoGraph đang chạy phía bên trên. Khi tạm dừng thì cần gạt sẽ trở về vị trí giữa để cản bánh xe trung tâm. Và khi chúng ta ấn nút reset góc 4 giờ thì các lẫy bắt đầu đưa lên và cần gạt đưa về vị trí ban đầu. Cảm nhận về cỗ máy của cỗ máy 29535 này thì tôi phải nói là tuyệt đẹp. Nó rất là phức tạp, và từng chi tiết từ những cái khay từng cái khay mà Patek khắc chữ lên là Patek Philippe Genève Suisse này, hay là dấu chuyện PP, hay là chuyện là cũng chuyện cái cỗ máy 29535 được hoàn thiện rất là tỉ mỉ. Những cái lẫy gạt, từng cái cầu máy được hoàn thiện rất là đẹp mắt, những cái vân sọc cốt de Genève hay là những cái vân Polac, vân tròn Polac rất là đẹp. Tuy nhiên ở cái phiên bản này thì tôi hơi tiếc một chút là nó một cái miếng kim loại đã bị che đi đó cái chức năng column wheel của bánh xe cột này. Cái cỗ máy lên dây của 5170 này ấy, thì nó có một cái năng lượng dự trữ nó khoảng dao động từ 55 đến 65 tiếng. Và đây là cuối của video này rồi. Thì Gia Bảo Luxury xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.